Thịt nạc chay xào cải chua. Ăn cơm với nước tương, chấm nước tương ăn nha. Mình xin chào cả nhà nha. Hôm nay mình sẽ vào bếp cùng với cả nhà vào bếp làm món thịt nạc chay xào cải chua nha. Đây là thịt nạc chay. Nạc chay là ở nhà mình làm bằng mì căn nha các bạn. Làm bột mì căn á. Nên ăn rất là dai, ngon. Bây giờ mình bắt đầu mình sẽ bắt cái chảo đi nha. Thịt nạc chay giờ gồm có đây là một dĩa thịt nạc chay với cà chua, cải chua, hành lá, ớt, hành tỏi, gia vị thông thường, đường muối, bột ngọt nha. Bây giờ mình sẽ bắt cái chảo lên mình xào. Bây giờ mình bắt cái chảo lên, chảo mình cũng cho vào hơn nửa muỗng canh dầu nha. Hành tỏi. Nếu các bạn làm thịt nạc chay bằng bột căng, bột mì căng thì khi mình kho mình bỏ vô trực tiếp cũng không sao. Còn các bạn làm những cái nguyên liệu khác thì mình sẽ chiên trước rồi lấy ra rồi mới xào gia vị, xào rau củ quả gì đó rồi mới thả vô sau cùng, tại vì nó làm bằng những cách bột rồi nó không có dai. Còn này là cách thì cách mì căng nên rất thời gian. Mình sẽ tắt lửa mình đi gia vị vào. Mình cho vào đây nửa muỗng nước mắm, nửa muỗng nước mắm và nửa muỗng cà phê nước mắm. Cho vào một chút dầu mè. Các món xào có dầu mè rất là thơm. Khi mình nêm gia vị thì mình sẽ tắt lửa nha, tại lửa nó nóng nó sẽ dễ khét rồi gia vị của mình. Ở đây là nửa muỗng đường, nửa muỗng bột nêm, 1/4 muỗng cà phê bột ngọt nha. Nửa muỗng đường cũng là muỗng cà phê, bột nêm cũng muỗng cà phê nha. Rồi bây giờ mình xào để cho nó thấm, cho vào miếng tiêu để cho nó thơm. Thơm cái thịt của mình. Món ăn này rất là đơn giản, lát mình làm một chén tương cay. Cái là ăn với cơm. Kế tiếp mình cho cà vậy. Các bạn thấy thịt nạc kho rất là ý, xào rất ngon. Nếu mình làm thịt nạc chay mà mình làm bằng bột mì căng á, thì thịt của mình nó rất là ngon luôn. Những cái nguyên liệu khác làm cũng ngon nhưng mà nó sẽ không bằng một căn. Rồi kế tiếp mình cho hành lá ớt vào là chín rồi. Rồi bây giờ mình sẽ cho ra đĩa để mời các bạn tham khảo nha, cho nó ngon không nha. Cái này làm chén tương là ăn cơm là ngon rồi. Nếu các bạn không có thịt nạc chay này thì các bạn có thể là xào với đậu hũ cũng ngon nha. Xào với đậu hũ chiên á. Bây giờ món thịt nạc chay xào cải chua với mình đã hoàn thành rồi đó các bạn. Các bạn thấy rất là ngon luôn.
rất là dai luôn nha. Ăn với nước tương ớt nha các bạn. Thôi món ăn của mình hoàn thành rồi, mình chúc các bạn làm món này ăn ngon miệng nha các bạn. Thịt nạc chay xào cải chua. Thôi mình xin chào cả nhà nha, chúc cả nhà luôn luôn được bình an.